Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Fan hú hét hay tin Ngô Lội tái hợp cùng Triệu Lộ Tư trong drama mới về đề tài thanh xuân của chính họ. Mới đây, blogger mà giải trí xứ Trung bất ngờ đưa tin cho biết, đội ngũ sản xuất Dương Quang Chính Ngọ dự kiến sẽ mua bản quyền bộ tiểu thuyết Anh Đào Hộ Phách của tác giả Vân Trụ để chuyển thể thành phim truyền hình. Theo đó, cặp đôi chính đang tiếp xúc với Ngô Lội và Triệu Lộ Tư. Được biết, Anh Đào Hộ Phách là bộ truyện thuộc thể loại hiện đại kết hợp với câu chuyện thanh xuân vườn trường, thành mai trúc mạ của nam nữ chính. Họ cùng mấy người bạn nửa từ nhỏ lớn lên cùng nhau, là bộ truyện viết về tình cảm gia đình và tình bạn tựa như series Lời Hồi Đáp của Hàn. Theo đó, nếu nhận lời đóng chính, Ngô Lội sẽ đảm nhận vai Tượng Kiều Tây, trong khi Triệu Lộ Tư đóng nhân vật Lâm Kỳ Nhạc. Theo nguyên tác truyện, Lâm Kỳ Nhạc là cô bé sinh ra ở một thị trấn nhỏ, sống trong khi khu nhà tập thể dành cho cán bộ công nhân viên. Cuộc sống tuy giản dị nhưng hạnh phúc đong đầy. Năm 9 tuổi, Kỳ Nhạc gặp được Tượng Kiều Tây khi cậu vừa chuyển trường từ tỉnh thành về. Hai đứa trẻ tính cách tuy trái ngược nhưng lại thu hút lẫn nhau. Chính nét lặng lẽ cô độc của Kiều Tây đã khiến Kỳ Nhạc chú ý, để rồi mới nhân duyên của họ cùng từ đó mà bắt đầu. Xuyên suốt quá trình trưởng thành, họ cùng những người bạn đã bên nhau, cùng khóc cùng cười viết nên câu chuyện thanh xuân tuyệt đẹp. Trước đó vào mùa hè năm nay, Ngô Lội và Triệu Lộ Tư từng có dịp hợp tác đồng chính cùng nhau trong drama Cổ Chàng Ăn Khách Tinh Hàn Sán Lạn, sau đó nhận được rất nhiều sự yêu mến như phản ứng hóa học bùng nổ. Hơn nữa, cặp đôi cũng có ngoại hình rất phù hợp với hình tượng nhân vật Tượng Kiều Tây và Lâm Kỳ Nhạc, nên khán giả hiện nay đang rất ủng hộ cả hai nhận vai trong Hộ Phách Anh Đào. Về phía đội ngũ sản xuất, Dương Quang Chính Ngọ được biết đến là ekip vô cùng nổi tiếng từng làm nên thành công của các bộ phim đình đám như Lang Nha Bạn, Minh Lan Truyện. Do đó nhiều người cho rằng nếu Ngô Lội và Triệu Lộ Tư và Dương Quang Chính Ngọ kết hợp, chắc chắn sẽ mang lại một tác phẩm đáng mong đợi. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.